cuộc đời ly kỳ của ông vua có số phận lạ lùng nhất sử Việt. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, hiếm có vị vua nào được sử sách và giai thoại nhắc đến chuyện vợ con với các thông tin thú vị, lạ kỳ như Lê Thần Tông. Mặc dù các dữ liệu về vấn đề này không nhiều, nhưng nó vẫn tạo sự ngạc nhiên thích thú đặc biệt, nhất là vị hoàng đế này có 2 lần lên ngôi, lấy vợ Tây và có đến 4 người con làm vua. Những điều này khiến Lê Thần Tông là ông vua có số phận lạ lùng nhất trong lịch sử phong kiến nước ta. Vị vua 2 lần lên ngôi và có nhiều con làm vua nhất lịch sử. Làm vua nhiều khi cũng không thật sướng. Cưới người vợ đầu tiên là người phụ nữ hơn mình 12 tuổi và đã có tới 4 con. Vua phải tặc lưỡi mà lấy. Đã dụ áo hồng trần mà bỏ nghiệp vua để làm thái thượng hoàng mà rồi cũng chưa yên, lại phải tặc lưỡi lên ngôi vua lần thứ 2. Vua Lê Thần Tông của thời Lê Trung Hưng sinh năm 1607 trong bối cảnh đất nước đang trong tình trạng phân quyền. Sau khi giúp nhà Lê đánh quân nhà Mạc, Bình An Vương Trịnh Tùng lấn quyền vua Lê, mở đầu một thiết chế quyền lực đặc biệt ở nước ta, vua Lê chúa Trịnh, kéo dài đến 2 thế kỷ. Chính vì quyền lực nằm trong tay các chúa Trịnh nên các vua Lê phải chịu lép vế. Có lần, vua Lê Kính Tông không bàn mưu với thân cận giết con trai của Trịnh Tùng, nhưng sự việc không thành, Trịnh Tùng bắt vua phải thắt cổ tự tử rồi đưa con lên ngôi vua, chính là Lê Thần Tông khi đó mới 12 tuổi. Vì không có thực quyền nên vua vẫn phải chịu an phận dưới quyền lực của họ Trịnh. Ông phải lấy vợ già, đã có 4 con nhưng là con gái của chúa Trịnh Tráng là Trịnh Thị Ngọc Trúc. Đứng về mặt thư thế thì vua Lê phải gọi bà bằng bác dâu vì bác lấy người bác họ của vua là Lê Trụ, lúc này đang bị giam trong ngục tối vì mưu phản chúa. Sự đồng ý của Lê Thần Tông mang lại sự yên ổn cho ông trong cái thế cá chậu chim lồng. Vả lại, có những lúc ông muốn giành lại quyền làm vua nhưng rồi cũng buông xuôi vì chúa Trịnh Tùng là ông ngoại, chúa tiếp theo Trịnh Tráng lại là bố vợ và cũng là cậu ruột. Xem ra cái quan hệ nhằng nhịt giữa dòng vua và dòng chúa về mặt huyết thống đã giúp cho quyền lực thượng tầng lại vững chắc, xã hội ổn định. Lịch sử sẽ còn phán xét nhiều về ông vua này, nhu nhược hay khôn khéo. Chỉ biết rằng các chúa Trịnh đưa ông lên làm vua, lại chọn 4 người con ruột của ông làm vua kế tiếp. Giữ kỷ lục là người có nhiều con ruột làm vua nhất trong lịch sử nước ta. Cũng chính cách xử thế của ông mà khi đã cởi áo hoàng bào làm thái thượng hoàng rồi mà vẫn phải lên ngôi lần nữa, cũng là người duy nhất có số làm vua đến 2 lần trong lịch sử Việt Nam. Lý do lấy nhiều vợ ngoại quốc. Lê Thần Tông còn là một ông vua thích vợ ngoại. Ông có vợ người Thái, người Hoa, người Lào, người Mường. Đặc biệt, ông có một bà vợ người Hà Lan có tên là Orona. Nhờ đó mà giao thương với người Hà Lan được chặt chẽ. Những thương điểm nổi tiếng như Phố Hiến, Thăng Long tấp nập kẻ mua người bán đem đến sự cường thịnh của Đại Việt một thuở. Không rõ vua Lê lấy bà Orona vì mục đích chính trị, giao thương, nhưng vị trí của bà phi ngoại quốc này cũng rất quan trọng, là một trong 6 hoàng hậu và phi được thờ ở chùa Mật, Thanh Hóa. Nhiều người cho rằng ông là vị vua duy nhất lấy vợ phương Tây và có nhiều vợ ngoại quốc nhất. Tuy nhiên, sau Thần Tông còn có hoàng đế Bảo Đại. Bảo Đại từng có 3 bà vợ Tây, các bà Vicky, Clement, Monique. Mặc dù lúc lấy vợ Tây, Bảo Đại cũng đã là cựu hoàng. Cũng cần nói thêm về hoàng hậu đầu tiên của nhà vua, bà Trịnh Thị Ngọc Trúc. Có lẽ tình duyên với vua Lê không mặn mà lắm, mặc dù được coi là mẫu nghi thiên hạ, bà cũng nhanh chóng về chùa Bút Tháp Bắc Ninh quy y cửa Phật. Bà còn là tác giả cuốn Chí Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa, được coi là một tác phẩm tự điển Hán Nôm và là bộ bách khoa thư đầu tiên của nước ta. Trong sách Tường trình về đàng ngoài của linh mục Alexandre de Rhodes cũng nói về việc người Hà Lan chiếm Xô Đông và có ưu thế hơn những người châu Âu đến làm ăn ở đàng ngoài. Sách đã ghi việc chúa đàng ngoài đã cầu cứu các thương gia người Hà Lan khi ấy đã chiếm đóng Java, Indonesia, xin cung cấp trong một số tàu tròn. Và người Hà Lan đã đồng ý ngay vì biết chúa đảng ngoài cần những tàu đó để tiến đánh chúa đảng trong, mà chúa đảng trong những năm đó đã tỏ ra công khai thù địch với người Hà Lan. Việc liên minh có tính quân sự của đảng ngoài với người Hà Lan, đồng thời với việc người Hà Lan đến miền Bắc Việt Nam làm ăn nhiều hơn. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Chuyện 6 bà hoàng nhập thần vào tượng. Người vợ thứ 6 của vua Lê Thần Tông là người Hà Lan lai Triều Tiên. Đây cũng chính là bà hoàng người châu Âu đầu tiên và duy nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Tài liệu ghi rằng người vợ thứ 6 của vua Lê Thần Tông là con gái của phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan. Trong chuyến cùng thương đoàn Hà Lan sang Việt Nam vào năm 1630, bà Orona được gặp vua Lê Thần Tông ở kinh thành Thăng Long. Khi đó, nghe theo lời của bố, bà ở lại Việt Nam làm vương phi của Thần Tông. Những ngày ở Thăng Long, bà buồn rầu vì lần đầu tiên sống ở kinh thành. Thêm vào đó, việc không biết nói tiếng Việt cũng cản trở bà rất nhiều trong việc giao tiếp với những người xung quanh. Việc vua Lê Thần Tông có một người vợ Tây đã là chuyện đặc biệt, nhưng đặc biệt hơn cả là việc 6 người vợ của vua Lê Thần Tông đều sống rất hòa thuận với nhau. Ngay cả khi chết, cả 6 bà vợ này cùng bày tỏ ý nguyện có thể ở bên nhau mãi mãi. Tương truyền rằng, 6 pho tượng nhập thần của 6 người vợ vua Lê Thần Tông ở chùa Mật Sơn, tỉnh Thanh Hóa là do 6 bà cùng lòng cùng sức bỏ tiền công đức ra làm với ước nguyện mãi mãi bên nhau. Những người vợ của vua Lê Thần Tông sinh cho ông tất cả 10 người con, trong đó 4 người con trai đều kế nhau ở ngôi hoàng đế. Nhưng có thể thấy, những phi tần người ngoại quốc không sinh cho Lê Thần Tông người con nào. Ngoài những người con đẻ, vị hoàng đế này còn có 4 người con nuôi. Carel Hartsinck, người con nuôi của Lê Thần Tông. Người con nuôi thứ 3 là một điều đặc biệt nữa khiến Lê Thần Tông được coi là vị vua đầu tiên và cũng là người Việt đầu tiên có con nuôi là người nước ngoài. Người đó cũng là người phương Tây gốc Hà Lan tên là Carel Hartsinck. Đây được coi là người Hà Lan đầu tiên được phép mở hiệu buôn ở nước ta, đặt nền móng cho việc xây dựng thương điểm Hà Lan ở phố Hiến. Người này cư trú ở đằng ngoài khá lâu và thông thạo tiếng Việt, am hiểu tình xã hội, nội tình triều đình. Trong một cuốn sách tiếng Pháp năm 1893 đã viết, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 16, các thương nhân Bồ Đào Nha đã chú ý đến phố Hiến, nhưng mãi đến tháng 3 năm 1637, chiếc thuyền Gros của Hà Lan mới đến đàng ngoài. Thuyền trưởng Hartsinck không xin mở được thương điểm ở Thăng Long nên đành xuôi xuống phố khách lập thương điểm cho hãng Đông Ấn Hà Lan và thương điểm nhanh chóng làm ăn thịnh vượng. Theo cuốn Phố Hiến, Lịch sử và Văn hóa cũng viết, hoạt động buôn bán của thương nhân Hà Lan khi đó như sau. Người Hà Lan buôn bán với ta chủ yếu trao đổi bạc lấy tơ sống hoặc tơ đã dệt, quế, sa nhân để đưa sang Nhật Bản. Thương điểm của họ xây dựng giống như một khu quân sự, có hào bao quanh, có lính bảo vệ, ngay sát bến thuyền nhưng lại xa khu phố dân cư. Họ có lực lượng lao công phục vụ, không dùng người địa phương. Để thuận lợi trong làm ăn buôn bán, Carel Hartsinck đã mang nhiều vật phẩm quý từ châu Âu sang để tặng cho vua Lê Chúa Trịnh, các phi tần và quan lại cao cấp trong triều đình để lấy lòng. Chuyện kể rằng, chính một viên giám đốc của công ty Đông Ấn Hà Lan đã gửi thư cho Hartsinck khuyên ông ta nên tiếp cận với bà người Hà Lan của Lê Thần Tông. Thông qua bà phi này mà Hartsinck đã dâng tặng quà tặng cho những phi tần được vua yêu quý và được họ ủng hộ tác động. Nhờ sự giúp đỡ của các phi tần đó đã khiến Lê Thần Tông đồng ý cho Hartsinck được ra vào hoàng cung và được vua nhận làm nghĩa tử với lời nói rằng: "Trẫm vì muốn tỏ tình thân quý nên đã coi Hartsinck như con và như một thành viên trong hội đồng cố vấn." Trong bức thư đề ngày 24 tháng 7 năm 1641 của chúa Trịnh Tráng gửi cho viên toàn quyền Hà Lan ở Đài Loan có đoạn viết: "Tôi thấy ông ta, tức Hartsinck, tâm địa ngay thẳng, tôi coi trọng ông ta như bàn tay phải của tôi." Sự phồn thịnh của thương cảng Phố Hiến một thời có đóng góp rất nhiều của các thương nhân phương Tây đến từ Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, mà người đóng vai trò quan trọng là Hartsinck với tư cách là người quản lý thương điểm cho công ty Đông Ấn Hà Lan. Đây là một công ty hoạt động lâu nhất, có hiệu quả nhất ở Phố Hiến và là công ty cuối cùng rút khỏi đây vào khoảng năm 1700 khi thương cảng này dần lụi tàn. Một điều thú vị khác cũng nên nhắc đến, đó là người kế nhiệm Carel Hartsinck phụ trách thương điểm Hà Lan ở Phố Hiến là Hendrik Beren, cũng bằng tài ngoại giao khéo léo của mình đã tạo được sự ưu ái của triều đình Thăng Long. Và người con của ông là Samuel Behren với một người phụ nữ Việt đã được chúa Trịnh Căn nhận làm con nuôi, được phép ra vào phủ chúa. Sau này khi trưởng thành, Samuel Behren, người mang trong mình nửa dòng máu Việt, đã viết sách, vẽ tranh mô tả, cung cấp những chi tiết thú vị về Hoàng cung vua Lê, Vương phủ chúa Trịnh, cũng như đời sống xã hội Bắc Hà trong cuốn Mô tả về Vương quốc Đông Kinh, hoàn thành vào khoảng năm 1685-1686. Qua những thông tin trên có thể thấy, câu chuyện về Lê Thần Tông, vị vua có nhiều vợ người ngoại quốc và có con nuôi người Âu, ngoài sự đặc biệt khác lạ trên phương diện hôn nhân gia đình, thì nó còn là sự phản ánh một phần nào những mối quan hệ chính trị, kinh tế xã hội đương thời giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, cũng như sự giao lưu tiếp xúc với phương Tây cách nay gần 400 năm trước. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!